Đây là bốn mẫu loa karaoke xách tay rất là đáng để chúng ta quan tâm ở tầm giá từ 5 đến 7 triệu. Nếu chúng ta không xem chúng ta sẽ tiếc, còn nếu chúng ta xem qua chúng ta sẽ biết rằng mẫu loa nào sẽ phù hợp với nhu cầu riêng của chúng ta nhé. Bắt đầu. Đây là ba cái gương mặt thân quen mọi người, Casio KC219, Paramount Passion 2 cũng như là bộ NL4501 Ultra. Và một cái thành viên mới đó là Sumiko BTS52. Và mỗi chiếc loa ở trong đây đều có những cái tính chất khác nhau, phù hợp với mỗi cái nhu cầu cũng như mỗi không gian khác nhau mọi người nhé. Đầu tiên mình sẽ báo giá cho mọi người xem luôn ha. Casio KC219 giá hiện tại là 5.250.000. Dòng này cao hơn một xíu, giá niêm yết là 6.900.000. Giá bán lẻ thực tế khoảng trên 6 triệu xíu. Đó, bên mình không công khai được tại vì đây là chính sách của nhà hãng mọi người nha. Rồi, đây là Paramount Passion 2, giá hiện tại là 6.950.000 đồng. L4501 Ultra, giá của nó là 6.950.000 đồng mọi người nha. KC-Box KC219, giá mềm nhất nhưng mà tính ra là công suất lớn nhất, mạnh nhất và bass căng nhất, thì nó sẽ phù hợp ở không gian ngoài trời mọi người nha. Nhưng mà tính xét về cái chất âm, mà gọi là chất âm riêng á mọi người, thì dòng loa này là âm thanh tệ nhất trong bốn dòng này mọi người nha. Xét riêng về chất âm, nhưng mà công suất mạnh của nó sẽ phù hợp ở không gian ngoài trời. Tại vì nếu ở ngoài trời thì ba dòng này nếu ở không gian ồn ào thì cái chất âm hay hơn, nhưng mà nó không có đủ cái độ mạnh thì dòng này nó lại ưu điểm. Đây là dòng Sumiko BTS52. Theo mình thì ba dòng này thì dòng này cái tiếng nhạc để chúng ta nghe nhạc acoustic là hay nhất mọi người nhé. Tí mình sẽ bật thử một bài acoustic về một cái dòng loa mới này cho mọi người xem nhé. Nhớ xem mình cuối video nha. Rồi, đây là dòng loa Paramount Passion 2. Thì cái tính chất nhạc của nó là nó đều dãi, dễ chịu mọi người nha. Hai mẫu loa này là công suất thật là 100W, còn đây là 150W, nên là công suất dòng này là nó to hơn dòng này, hai dòng này chút xíu. Và dòng này là dòng công suất lớn nhất mọi người nhé. Đây là bốn chiếc loa chuyên về karaoke nên là chất âm micro của cái nào cũng ok hết mọi người nhé. Mình ví dụ như ba dòng loa này đều có echo, delay, reverse. Nè, dòng này. Chỉ riêng dòng này là chỉ riêng echo thôi mọi người nhé. Mà cái dòng Paramount Passion 2 nó lại phù hợp cho những người hát theo kiểu âm ly mọi người nhé. Tiếng echo nó nè, bum 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 bum. Ai thích echo thì dòng này. Về cái tính chất nhạc mọi người nè. Dòng này nghe nhạc acoustic là hay nhất trong bốn dòng này luôn, mình dám khẳng định mọi người nha. Bình thường chúng ta chỉ nói mỗi người có mỗi gu khác nhau, nhưng mà thực ra những cái âm thanh nó đều có thể định lượng bằng cái tai nghe chúng ta được hết mọi người nha. Đây, dòng này acoustic là hay nhất. Dòng này đánh trong phòng mọi người, tiếng bass nó sâu nhất mọi người nè. Nếu mà xét về tiếng bass để chúng ta đánh trong phòng nó là sâu nhất ha. Dòng này tính ra là phần nghe nhạc nó rất là hay, nhưng mà nó lại nhỏ nhất mọi người. So về công suất, so về độ ồn, độ lớn thực tế thì Paramount Passion 2 là độ to nó nhỏ nhất nha. Còn dòng loa NL4501 Ultra thì ưu điểm nhất của nó đó mọi người, đó là cái tiếng micro. Thì trước nay bên mình đã review rất là nhiều mẫu về Agnos rồi, thì Agnos họ thiên nhất là cái tiếng echo mượt cũng như là dòng này có reverb rất là hay ha. Những cái loa nó có tính năng là kết hợp hai loa không dây, đó là Paramount Passion 2 và dòng loa NL4501 Ultra. Xét về tính năng thì NL4501 Ultra là mạnh nhất tại vì nó có thêm tính năng là nâng tiếng mọi người nha. Nói về cái thiết kế thông minh thì dòng loa Sumiko BTS52 đó là thiết kế thông minh nhất mọi người. Lý do vì sao? Nó đo có hai ngõ để chúng ta bỏ micro vào đây. Nó tiện lợi ha. Còn những loa này thì chúng ta để lên trên cái loa. Cái thứ hai là loa này là loa đầu tiên và đặc biệt nhất, nó có cái ngõ bỏ pin ở đây mọi người. Chúng ta có thể thay thế. Nếu sau này hư pin chúng ta có thể thay ở bên đây, nó sẽ tiện lợi hơn. Tại vì những loa này thì chúng ta khi chúng ta mở ra nó sẽ bị mất zin loa mọi người nhé, nếu chúng ta thay pin. Nhưng mà thường thì pin nó rất là khó hư, nó không như bình ắc quy mọi người nhé. Sau 5 năm mình review về những loa karaoke thì theo mình đó là cái tiêu chí quan trọng nhất để chúng ta đánh giá một chiếc loa có hay hay không, đó là tiếng micro, cái chất tiếng micro cũng như là cái hiệu ứng micro ra như thế nào để nó phù hợp với nhu cầu của chúng ta nhé. Ok, sau khi mình test thử micro thì mình sẽ cho mọi người nghe nhạc thử cái dòng loa này nha. Bâng khuâng trong đêm thật xa, nơi niềm vui đã xa, tình mình như đang vô vọng, cho ta thao thức đêm dài. Tiếng micro của KC219 nha. Rồi, tiếp theo là dòng Sumiko BTS52 nhé. Rồi, tiếp theo nha. Mọi người muốn mình so sánh nhất là hai cái mẫu nào trong đây, mọi người nhớ comment bên dưới nhé. Cái comment nào mà được like nhiều nhất bên mình sẽ review cho mọi người, so sánh thật chi tiết cho mọi người hai mẫu đó nha. Rồi, tiếp theo nhé. Paramount Passion 2. Trong cơn mưa chiều nay gọi thầm tên em.
tiếng mic của NL45014 Ultra được rồi. Lừa. Người nhìn mây trôi mãi, trốn về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mưa chiều nay gọi thầm tên em. Đó, mọi người thích tiếng mic nào nhất, mọi người bình luận bên dưới nha. Ok, tiếp theo là mình sẽ test thử một khúc cho mọi người xem nghe thử dòng Sumiko BTS52 này nhé. Mọi người nghe thử mình nói là dòng này nghe acoustic hay nhất. Vì sao nó hay nhất? Mở thử nha. Sông này là hát trên cây, mây trôi chim ngủ đôi nhớ. Ok, thử cho mọi người một khúc nhé. À, ngày hôm sau mình sẽ review cho mọi người chi tiết về dòng loa Sumiko BTS52 này nha. Rồi, ok. Lý do tại sao mà bên mình lại đưa bốn chiếc loa này vào cái danh sách mọi người. Bốn cái hãng này là bốn cái hãng uy tín mọi người. À, lý do vì sao hiện từ trước đến nay bên mình đã giới thiệu cho mọi người rất là nhiều hãng luôn. Và cũng như là đóng một khoản học phí là cực kỳ nặng, cực kỳ nhiều luôn mọi người. À, mình ví dụ cho mọi người là nhiều hãng, ban đầu người ta có làm việc, sau đó mất tiêu luôn. Sau đó người ta cuốn gói về nước là cái thứ nhất mọi người nhé. Cái thứ hai là những cái hãng người ta không có đủ quy mô thì sau một thời gian nó bị lỗi, không có linh kiện để sửa chữa. Đó, bên mình đã gặp rất là nhiều trường hợp là loa không có linh kiện sửa chữa luôn, dù khách hàng thích màu đó mà cuối cùng sửa cũng không được vì sau một thời gian không có linh kiện rồi. Rồi cái thứ ba là những cái loa này nó có địa chỉ nhà máy sản xuất rõ ràng, có công ty sản xuất, có công ty nhập khẩu rõ ràng nha. Đó, đó là cái mà chúng ta ưu tiên để chúng ta quan tâm, nên mình có thể hoàn toàn an tâm với bốn cái chiếc loa này. À, mình ví dụ đây là hãng của Agnot của Việt Nam, Paramax của Việt Nam, Sumiko đây là hãng họ nói là thương hiệu của Singapore nhưng mà được là sản xuất tại Bình Dương mọi người nè. Đây là của nhà phân phối là Anh Duy, cũng tương đối là lâu năm tại Việt Nam mọi người nhé. Còn đây là hãng Casebox, có nhà máy địa chỉ rõ ràng và nhập khẩu từ công ty Tân Minh Cường, bên mình đã review chi tiết cho mọi người rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã quan tâm theo dõi video. Nếu mọi người thấy video hay và những thông tin bên mình cung cấp chính xác và chi tiết, mọi người nhớ nhấn like, bình luận bên dưới về những mẫu loa mọi người thích nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye, xin chào và hẹn gặp lại.